Xin chào các bạn. Ở trong bài ngày hôm nay tôi sẽ nói về một cái bài. Cái bài mà nó sẽ rất quen thuộc đối với những bạn đã làm và nó sẽ khó khăn đối với những bạn chưa 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 từng làm bao giờ. Đó là chúng ta sử dụng điều khiển bằng internet cho những cái con led này. Con led này có 12 10 12 hàng và 8 tám cột, đúng không? Ta sử dụng để điều khiển cho nó. Vậy thì đầu tiên là ta sẽ vẽ mạch nguyên lý như sau. Ta vẽ mạch nguyên lý như sau. Đây, chúng ta vẽ cái mạch nguyên lý cho nó là chúng ta nối nối cái cực ca tốt, tức là cực âm lại với nhau, nối cực âm lại với nhau. Nhìn con rõ như chỉ này, đấy, nối cực âm lại và chúng ta nối vị trí lần lượt thông qua các con logic cơ bản này, các con logic cơ bản này, nhìn 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 có rõ này, các con logic cơ bản 0 1 1 2 này, đấy chúng ta nhấn là nó là vị trí, nó có hai vị trí, hai trạng thái là 0 0 và 1, nó cấp nguồn cho mấy hàng led này, một hàng led, hai hàng led, 3 4 5 6 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À không, nó cấp cho con hàng led này. 2, 4, 6, 8, đúng rồi. Cấp cho, nhìn nó rõ này, cấp cho cái con hàng led cuối cùng này. Đấy. Và con hàng led này là để nối với cột. Cột đây, 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột, 6 cột, 7 cột, 8 cột. Và con led này nó được nối với hàng 12 hàng, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, đúng rồi. Nè. Và bốn con đầu tiên này thì chúng ta nó bỏ trong 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 cái hình sơ đồ này, chúng ta bỏ. Đúng không? Và tiếp theo là chúng ta sẽ nối với Arduino với con 74HC595. Con này có nhiều vai trò lắm các bạn. Các bạn search thì các bạn sẽ tìm hiểu được vai trò của nó. Các bạn search. Và chúng ta sẽ nối chân như sau, nối chân số 9 với chân số 14. Nối chân số 9 với chân số 14 của con thứ hai với con thứ ba này. Con HC595 thứ hai và con HC595 thứ ba và nối lại với nhau. Và chúng ta sẽ nối chân số 11 với chân số số chân 11 của HC595 thứ nhất với chân số 12 của Arduino Uno. Yeah. Chúng ta nối chân số 14 với chân số 10 11 của Arduino. Đấy, chúng ta nối chân 12 với chân số 8 của Arduino. Chân số 10 này các bạn sẽ tất cả các chân số 10 của ba con IC HC595 này các bạn sẽ nối với chân các bạn sẽ nối lên dương nguồn. Và còn âm nguồn thì như thế nào? Âm nguồn thì các chân số 13 này các bạn nối hết âm nguồn lại cho tôi. Các bạn có thể nối lại với nhau để nối âm nguồn. Đấy. Và các bạn nối hàng và nối cột cho tôi. Nối hàng, ví dụ ở đây là có 8 hàng, các bạn sẽ nối hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3, hàng 4, 5, cái hàng của này. Cái này là mình chú thích được sai rồi, đây là cột. Nếu mà cột là có 8 cột, 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, đây là cột 1, cột 2, 3, cột 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, tương tự như thế. Đúng không? Và chúng ta sẽ nối với tiếp theo là nối với hàng. Nối với hàng thì R1, chúng ta sẽ đánh dấu R1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Chúng ta sẽ nối với nhau. Nối với tương ứng với 12 cái này. Tương ứng với 12 cái câu này. 10, 10, 12 cái hàng này. Chúng ta nối với 12 cái hàng này.
Đấy, cái hình này nó rõ hơn so với cái hình dạng lại. Hình này rõ hơn. Em ra lỗ 12 hàng. Hình này nó nhẹ hơn này. Còn nó có biểu thị của các con đánh dấu. Thì đây chính là nó sẽ nối với nối các hàng này với Arduino với con 7V 595 HC 595 này. Đây. Đây là nối với con HC 595. Nối với nhau. Nối với led đấy nhá. Đây này, nối với led để các bạn hiểu. Ok. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta vẽ sơ đồ nguyên lý thôi, đúng không? Sang cái bài ngày hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức để mà chúng ta viết code cho nó. Đây. Cái bài thứ hai tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để viết code cho cái chúng ta kết nối wifi như thế nào và chúng ta điều khiển những con led đó thông qua Arduino Uno và con cái con điều khiển Wi-Fi như thế nào, cái linh kiện nào để sử dụng Wi-Fi, điều khiển Wi-Fi, điều khiển như nào, code như nào thì trong phần sau chúng ta sẽ học. Và bài ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây, nó kết thúc cái bài 1.